Hoa hậu Phương Lê dằn mặt bà nhân vlog: "Em láo lắm, tưởng mình là ngôi sao hả?" Liên quan đến ồn ào giữa vợ chồng Đức Nhân và một bác sĩ sản khoa, Hoa hậu Phương Lê mới đây cũng đã lên tiếng dằn mặt, cho rằng bà nhân vlog nên xin lỗi bác sĩ Thịnh. Mạng xã hội hôm nay đang dậy sóng vì ồn ào liên quan đến việc chữa trị hiếm muộn và tìm con của bà nhân vlog. Sau nhiều năm chung sống, Đức Nhân và chồng quyết định thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo để có em bé. Cả hai tìm đến bác sĩ T, một bác sĩ vốn đã nổi tiếng trong lĩnh vực này. Hiện quá trình tìm con của Đức Nhân vẫn đang ở giai đoạn đầu. Cô đã tiêm kích trứng và tiến hành hút trứng. Theo chia sẻ của Đức Nhân, số trứng hút được từ cơ thể cô dù ít nhưng vẫn có một số sử dụng được. Những tưởng mọi thứ đang diễn ra thuận lợi thì mới đây Đức Nhân lại vướng ồn ào khi bị nghi sử dụng chuyện con cái để câu view. Tất cả bắt nguồn từ việc nữ YouTuber đăng tải một đoạn video tố bác sĩ T không có tâm và thiếu trách nhiệm. Theo đó, bà Nhân cho biết đến hẹn cô lại tiêm thuốc kích trứng và hút trứng. Tuy nhiên, sau 12 tiếng sau khi tiêm thuốc kích trứng, cô lên lại bệnh viện thì bác sĩ lại nói thành 36 tiếng. Đức Nhân vì thế bức xúc và cho rằng bác sĩ không có tâm, ăn nói hai lời. Bác sĩ T sau đó phản bác lại, anh cho biết đã hướng dẫn và cho lịch tái khám, nhưng Đức Nhân nhiều lần trì hoãn với lý do bận quay clip, bận ăn tiệc. Bác sĩ T cũng tố Đức Nhân diễn sâu trong các clip đăng tải vì cho rằng tiêm kích trứng không đau quằn quại đến mức đó. Đáng nói, bác sĩ T tiết lộ thêm, Đức Nhân từng thương lượng để anh làm miễn phí, đổi lại nữ YouTuber sẽ PR cho bác sĩ. Liên quan đến ồn ào này, Phương Lê, Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2017, mới đây đã công khai lên tiếng chỉ trích Đức Nhân. Không có cái gì hết, nhưng mà em cũng rất là diễn, em cũng rất là chăm chỉ diễn. Nhưng mà ở đây á, là chị thấy là em lên em bóc phốt cái ông bác sĩ đó là em sai. Tại sao? Tại vì á, chị cũng đã theo dõi bác và cái cách của bác làm nó không có sai nha. Cái cách của bác làm nó không có sai, hoàn toàn đúng, chỉ có em sai thôi đó. Cô còn yêu cầu Đức Nhân xin lỗi bác sĩ T và cho rằng nữ YouTuber đang ảo tưởng, có thái độ ngôi sao. Em rất hỗn và lời nói của em rất trịch thượng nên chị mới lên tiếng. Chị yêu cầu em phải xin lỗi bác sĩ T. Bác sĩ là người ơn của mình. Em đừng nói em cần phải chia sẻ về hành trình tìm con của mình. Không ai cần xem cả. Người cần có thể tự tìm hiểu. Chỉ có em cần show ra hình ảnh của mình mà thôi. Em tưởng mình là ngôi sao à? Mục đích hết đó em ơi, em là mục đích thương mại hết. Nhưng mà người ta, cái chuyện là chuyện bình thường. Tại vì em có cái, em đâu có cái nghề gì là cái nghề này đâu. Em hên đó là em lấy ông chồng á là người Nhật, Ajinomoto tổ, hiểu không? Người ta mới coi. Và lúc đó mình hên, mình may mắn rồi thì mình trân trọng cái may mắn đó. Chứ mình không có một cái tài năng gì hết. Mình sống bằng cái nghề đó. Bây giờ chị yêu cầu em phải lên xin lỗi bác sĩ. Em mà không lên xin lỗi bác sĩ nha, chị sẽ mắng em 7749 lần. Em tin chị đi, chị nói là chị làm đó. Láo bớt láo lại nha. Hiện tại phía Đức Nhân đã giới hạn bình luận để hạn chế sự tấn công của cộng đồng mạng.